tóc nó vướng vào khuyên, em đến đây em gỡ đi với em. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi. Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Bay Vlog. Và cuối năm rồi, năm hết Tết đến rồi thì làm sếp của S Channel thì phải có nhiệm vụ là dẫn các em đi làm đẹp. Và hôm nay dẫn các em đi xỏ khuyên cho cháy để mà ăn Tết. Thì hiện tại thì tụi mình đang đứng ở Costco. Đây là cửa hàng thứ hai của Costco. Hôm nay xỏ mấy lỗ, xỏ đâu? Ủa là anh trả hết tụi em luôn. Anh trả hết luôn, ba hết luôn. Có chỗ nào xỏ hết? Có cái lỗ này em xỏ lỗ đó. Em định làm nguyên cái một tay luôn. Lỗ trên cái dành này. Em làm nguyên dành luôn, kiểu bấm là tôi đi mua cái máy khâu. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào nha, trải nghiệm cửa hàng thứ hai tại Sài Gòn có stock đi thôi, let's go. Đây là cơ sở thứ hai ở Sài Gòn với thiết kế 3 tầng với tổng diện tích lớn nhất trong các cơ sở của Costco hiện nay. Các bạn ưa thích xỏ khuyên chắc hẳn là biết đến Costco từ lâu rồi. Đây là dịch vụ xỏ khuyên và bán khuyên hàng đầu tại Việt Nam, là thương hiệu tiên phong trong việc là phổ cập góc nhìn văn minh về nghệ thuật xỏ khuyên từ năm 2016. Nói chung là rất đáng tin cậy và làm cho mình cảm thấy cái việc xỏ khuyên này không có gì ghê gớm, chỉ là một hình thức làm đẹp hay là thời trang cá tính, phá cách vừa đủ kiểu là cá tính một cách thân thiện đó mọi người. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before we look at the same. Hồi xưa thì mình cũng đã xỏ hai lỗ ở Hà Nội rồi, và nói chung là lúc mà trước khi xỏ thì mình cũng sợ ấy, sau rồi đến gặp các bạn nhân viên, các bạn nhân viên tư vấn thì mình thấy là các bạn nhân viên ở đây rất là dễ thương, rất là cá tính, mà kiểu như là làm cho mình cảm giác cái cảm giác dễ gần á. Và sau đấy thì mình đã quyết định xỏ hai lỗ ở Hà Nội luôn, nhưng bây giờ thì nó tịt rồi nên là mình đang suy nghĩ là có nên xỏ thêm một lỗ không. Đó, chọn khuyên đi nhá. Đây là khuyên thép này, đây là khuyên titan này. Của em là mà hạt co thì đây là những cái khuyên mà hai lỗ. Em thấy cái hình này cũng đẹp này. Ê, mà cái này là móc vô, cái móc vô à? À, tức là nó vẫn vặn ra được một đầu đúng không? Để ở đây cũng được, đeo tai cũng được. Đây em, bông tuyết đen xì. Đó, bông tuyết là nó đen từ đầu luôn á, để nó không bị bẩn. Cũng được ha. Kiểu như lần nào sẽ đây là mày muốn đeo mấy khuyên tròn sen mà nó tròn tròn. Luôn á thì nó có thường thì mình đeo cái khuyên mà nó rộng rộng á thì nó sẽ đỡ bị ấy, còn em đeo một cái khuyên mà nó chặt luôn thì nó khó vệ sinh. Thì thường là người ta sẽ đeo mấy cái khuyên mà nó dài dài để mình có thể kéo qua kéo lại được. Còn không thì em hạc co thì mời quý vị đến với phần khuyên bụng tư vấn đi em. Đây sẽ về nhân viên nha. Thì khuyên rung ở đây thì nó là theo một cái đường vòng á. Là bình thường mình cứ tưởng là khuyên rúng là cứ lấy khuyên tai bỏ vào rúng thôi, không phải em. Cái này là cái phần mà đúng rồi, cái phần là phần da ở trên rốn này thì cái phần lỗ rốn à. Đúng rồi, ngay cái lỗ rốn luôn. Thì đây có hình Mickey này, rồi thánh giá. Thì hôm đấy hai người mỗi người xong. Đúng rồi á, để mà nó có bị nứt rốn ra thì nhìn cũng đẹp. Người ta phải có cúi 10 phần, người ta mới làm khuyên bụng đó, người ta mặc đó để đi hàng ra mở vậy nè thì thôi chứ lại nha. Bên đây thì có mấy hình cute này, hình chân chó nè, cũng dễ thương nè. Đây có hình máy bay. Ê, anh á, máy bay kìa, nó đẻ ra là dành cho anh đó. Tỏ lốt đi anh xỏ đi. Ê, có đám mây nè, ê đám mây còn có một viên ngọc nữa. Ê, vân 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 vân. Ê, bướm bướm nè, ê anh bướm bướm này, ê cái bướm bướm này nó sáng nhìn khá là đẹp á. Hàng ấy xỏ về lên mũi, em có khuyên mũi không? Trời ơi, không, em sợ để ở đó thì lộ quá mẹ em chửi. Thôi mình làm cái móc giống như kiểu con trâu á. Em sợ lắm, em sợ em thành con trâu nước. Cái này đó, cái này để em mới lộ giấu vô. Mọi người hãy chọn khuyên đi, còn đây là anh sẽ chuyển sang phần tư vấn xem là chỗ nào đau nhất. Đây bảng giá mọi người xem ở đây nha. Hôm nay thì mọi người được free. Dạ. Hôm sau thì thôi nhá. Tại vì hôm nay được free quyết định là xỏ hết nguyên cái bằng của ta. Chọn vui mấy giá. Các em có chịu được đau không? Đây, dạ. Hai này là hai chỗ ít đau nhất. Bình thường. Ê, chỗ này thì cũng hay. Số 3 cũng số được. Số 3 hay á. Ở mà up the lớp 3 cũng được. Cái chỗ khá là đau. Ví dụ như là chỗ xuyên từ trên xuống. Đấy. Hoặc là có một chỗ rất lạ, đó là chỗ ở giữa tai. Chỗ này là khỏi đeo AirPods luôn. Hôm em cũng đang định hỏi sợ đó sao đeo AirPods. Thì ra không đeo được luôn. Mình sẽ mua cái đeo chụp tai. Mua AirPods mất. Hoặc là mình nghe loa ngoài. Để sợ được cái này thì mua thêm 8 triệu cái tai nghe nữa. Mua hoặc mình kiểu tai trâu hay mình nghe loa ngoài đi ha. Nhưng mà nghe bảo là hai cái chỗ này là đau. Không biết chị muốn sợ vị trí nào ha. Em định sợ số 8 á mà em sợ đau quá à.
À, cho em xem tay của chị trước nha. Tay chị xỏ được vị trí helix đó vậy. Theo mình thấy thì cái vị trí helix đó cũng không đau lắm đâu. Hiện tại thì là con rồi đang chọn khuyên, nhưng mà có một cái vấn đề là ở đây khi mà các bạn chọn khuyên xỏ lần đầu á thì là nhân viên họ sẽ tư vấn cho bạn là cái khuyên là nó có an toàn khi mà mới xỏ hay không. Nên là thường là khi mới xỏ thì sẽ chọn khuyên khá là nhỏ. Và chưa hết nha, ở đây đang có chương trình là xỏ bao nhiêu lỗ tặng bấy nhiêu khuyên. Thì các bạn cứ chốt xỏ lỗ đi thì Cốc Stock sẽ tặng một cái khuyên mà phù hợp với bạn cũng như là phù hợp với cái điều kiện tai của các bạn. Rồi, thế chọn được chưa? Dạ rồi. Cho các bạn xem tai hàng. Tai vừa nhỏ vừa dày, chưa bao giờ gặp người tai nhỏ như vậy luôn á. Nhỏ xí. Nó giữ cái size từ cấp 1 tới giờ mà em nghe đồn người ta tay to người ta mới sống lâu đúng không? Ôi thì lo ăn chơi đi em, có lỗ nào xỏ hết đi em chưa? Tay em hơi nhỏ á. Gì á, con Nhi nó bảo nó là chó tay cục. Chó tay cục nên tay đúng cục luôn. Đó, nhìn cái viền tay rất là rõ luôn nha. Còn đây là chó tay vẩy. Ê mà lỗ tai đúng to đúng không? Hồi nhỏ mình chụp ảnh mà cấp 1, cấp 2. Ừ. Ê, tai đúng to. Ê con này lấy hai cái lỗ tai không luôn. Ừ con Linh mà vén tóc lên nó nhìn như kiểu gia tinh nhá. Không phải gia Linh đâu, gia tinh. Chỗ này đi xỏ mà hỏi tiền sử bệnh lý, giọng lẽ mình điền cho mình bệnh khùng cũng kỳ đúng không? Xong rồi còn bảo hành một đổi một nữa là thay cho mình cái tai mới luôn, quá đã. Thấy cái tai mình đang xấu xấu, anh ơi cho em đổi một trong một tuần lận nha mọi người. Một Nhi em xỏ lỗ tai mấy lần rồi? Đây là 1, 2, 3, đây lần thứ 4. Là đây, tai của Nhi là 5 lỗ. Thì Nhi cảm giác trước khi xỏ như nào, có hồi hộp không? Sợ cái cảm giác mà mình xỏ xong mình giữ không kỹ nó lại bị bung, xong mình nó lại phải chăm sóc á. Cho nên là sau một vài lần đi thì em vẫn gọi là sẽ rất cố gắng vệ sinh mỗi ngày, không làm biến nữa, để cho mình không phải bị cái cảm. Nhưng mà cái cảm giác mà lúc mà cái kim nó vào thì sao? Nó sẽ đau ngay lúc đó thôi, nhưng mà sau đó thì rất là đẹp, sẽ rất là kiểu hello mọi người. Lần đầu em xỏ rộng á cho nên ngồi nãy giờ run bần bật. Mấy lần trước là mấy cái lỗ hay sao? Mấy lần trước là em toàn xỏ phần thịt thôi thì nó không có đau. Nhưng mà nghe đồn xỏ sụn là nó sẽ đau hơn, nó lâu lành hơn á, cho nên cũng là xương á em, nghe cái khóc đó. Và kiểu em nằm em hay kiểu nghiêng qua trái nghiêng qua phải, kiểu em kiểu em nằm em không có bao giờ nằm ngoan ngoãn được á. Cái cảm giác mà lúc mà xoa cồn lạnh vào xong bắt đầu là 1 2 3. Em không biết mấy anh xỏ ở đây có hai cái kiểu mà nói chuyện vu vơ sau để cho mình mất tập trung xong một cái bụp. Giống như kiểu nhổ răng. Mấy anh này khô lắm anh. Mấy anh đi hẳn vô luôn, đi hẳn vấn đề luôn. Lát vô dạng chứ là anh ơi em nhét lấy nhịp. Anh lấy nhịp với anh đến 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Không anh xỏ đấy rồi. Ồ đúng rồi, không kêu anh làm vậy được không vợ. Chứ tự nhiên anh thẳng thắn cái sợ, sợ lắm. Em sợ thiệt nha mọi người. Tại vì đây là lần đầu tiên mình xỏ kiểu xỏ sụn, giống như cũng là lần đầu với lại mình sợ. Sợ đau á, với lại nãy giờ Nhi Tăng nó ngồi nó hù mọi người, là dễ bị bum nè, dễ bị chảy mũ nè, mũ xong dễ bị sẹo lồi, mà sẹo lồi thì không ra được, phải nặng mũ này kia, nên là nãy giờ mình cũng đang có hơi. Em á là em có sợ xỏ, em sợ mẹ em hơn. Tôi cũng vậy rồi, tôi đi xỏ này tôi cũng chưa báo mẹ. Tôi nói mọi người nghe này, đây để tôi đó. Cứ về nhà là mình á, mình phải gỡ ra, nhưng mà cứ mà lỗ xỏ mới tiện về gỡ ra tịch sao thôi, mình vẫn ráng mình đeo, mình cứ cụp cái tóc mình xuống. Cái lúc nóng quá thì mình cột cái tóc mình lên. Mẹ tôi thâm thúy lắm, gỡ ra. Mẹ tôi bôi dầu vô. Trời ơi, bôi dầu vô nó rát. Xong tôi đi ngủ sáng xong tôi dậy, tôi thấy trên bàn tôi có một tờ giấy mẹ tôi gửi cho tôi là cái răng, cái tóc là gốc con người, cái tóc, cái tai, phát gai, con mắt. Mẹ tôi rất là thâm thúy luôn đó. Bây giờ là các hot girl là được xỏ rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên phòng xỏ để xem nhá. Xỏ ở đây là khu vực tầng 2, một khu vực rất là đặc biệt và sáng sủa cũng như là vệ sinh sạch sẽ. Lên đây sợ hơn đúng không? Nãy là anh định phỏng vấn ở trên đây vì biết là lên đây là bắt đầu rén hơn rồi đó. Hết cười đùa rồi đó. Dụng cụ vệ sinh của các anh xỏ. Xỏ vệ sinh cái gì? Tay em. Tay em phải sạch. Đúng rồi, cái là chà móng tay mà. Cái cảm nghĩ của em khi bước lên đây là mấy anh xỏ lỗ tai đẹp trai. Mấy anh này đẹp trai nha. Nghe bảo là lát xỏ xong mấy anh kêu follow Instagram mấy anh để mấy anh tư vấn đồ đó đó. Mấy anh kêu chấm chấm cho mấy ảnh thì bà có gì bà chấm ảnh luôn. Chấm ảnh luôn đồ đó đó.
Mà tao nhắc con Linh nha, mày đừng có làm mẹ anh mắc cười. Cái gì vậy? Má anh chọc thì méo hả? Thay vì chọc một lỗ đi, thì hỏi lên hai lỗ. Bình thường là lạnh lùng và rất là kiên định, nhưng mà vô con Linh nó làm mắc cười đó, mày cẩn thận nha. Cái màn gì hả? Châm cứu cho mày. Nó bị sợ hiểu lỗ. Thêm cái lỗ nữa, tự nhiên có hai cái lỗ. Hử? Cần những người nào vào cùng em? À gì hả? Thôi rồi, tao vào cùng nó nha. Sổ tay đúng không? Sổ tay hết rồi đúng không? Ố, được ôm con gấu luôn hả? Ê, được ôm con gấu. Mày nhớ này, mày không được làm người ta cười, được chưa? Nãy tưởng lấy cái kèm, anh kèm nó tay nhẹ. Mày lại làm người ta cười rồi. Bình tĩnh nè. À, sợ. Ví dụ mà ví dụ mà tóc nó bướng mà Quyên á, em đến đây anh gỡ đi với mày. Trời ơi, còn đúng rồi, xinh lắm em ơi, màu sắp nát luôn. Nó nhớ xong rồi đó, rồi người ta đeo luôn rồi đó, nhanh ha. Người ta đeo cho em cái bông tai luôn rồi đấy. Sao quần ướt nhỉ? Sao quá mọi người ơi. Cảm giác là nghe nó xuyên qua sụn mà giống như mình đang nhai cái sườn non á mọi người nghe. Rồi. Nãy không đấy có nghe. Nãy tại anh đang chạm vào những cái mày cười. Thì có hay xoa tóc không? Ok, hít mũi được sâu nè. Thở ra nào. Có mọi cách mà để các bạn không nằm đè vào lỗ sổ ấy là sử dụng bằng gối trụ U và cái gối đeo ở cổ ấy. Mình dùng cái gối đấy thì nó sẽ hạn chế được hơn. Gắn cái đó đi ngủ luôn á anh. Ừ. Cái lúc sổ vô đâu thiệt. Em 10 giờ, em 204 á mọi người. Dạ em 208. Chị không biết em có phụ huynh đi theo không? Dạ có, anh Nguyễn Vũ Hoàng là ba em. Anh ơi anh đã đổi cho bé nó sổ chưa? Rồi em đi luôn rồi. Tai của em có khá là nhiều mạch máu ấy, nên là anh bình thường nếu mà đúng ấy là nên hạ thấp xuống một xíu. Ví dụ như có chút tai của em khi anh nhìn thẳng vào đúng không, em thấy là nó vẫn bị hơi chéo ra một xíu, thì cái này của anh nó vẫn bị cụp vào nhiều hơn cái của anh. Cái gì vậy? Chưa kể là có khả năng dễ bị mắc vào kính hoặc là tóc của em cao hơn, nên là cái này phải cẩn thận nhé. Tái hồn em có chịu thề mọi người miêu tí gì. Thôi lần trước không có tái nổi, tại lần trước là có mình rồi nên là trời đất ơi, tự nhiên cái tỉnh như này luôn, tự nhiên có hai hồn rồi. Ok rồi, hít một hơi sâu nè, thở mạnh ra nè. Dặn lại anh lẽ thôi. Không ngồi yên, ngồi yên, không anh được. Anh trượt thật luôn. Má, im đi. Trời, cảm giác được con ốc rồi nè. Được, ngồi yên nha, ok rồi. Đau lắm luôn. Ê, cái này má đeo vậy nè. Thiệt á. Là đeo. Nhờ giờ em đẹp anh chụp lại anh. Nãy giờ em nãy giờ em không có được bình vững lắm. Cái nét đeo của như sao ngộ quá anh bay. Dạ. À, em buồn xong. Cái này thì nhẹ rồi. Dạ không sao ạ. À. Buổi chiều thì làm bảo mẫu đưa mọi người đi xỏ khuyên, buổi tối thì lên đồ để dự cái private party của Cốc. Và hôm nay thì là một cái private party và có rất nhiều KOL cũng như là TikToker đã đến đây tham dự. Tí nữa thì sẽ có buổi diễn của Sài Gòn Tếu và các bạn hãy cùng xem là sự kiện hôm nay có gì nhá. Ở khu vực đồ uống hay là một private party, rồi có đồ ăn đó, có nhiều bạn KOL nữa. Hello lâu ngày không gặp. Cái bạn này là bạn lúc chiều đã hỗ trợ bọn mình rất là nhiều để mà dường xỏ khuyên, để xem một quen ai ở đây không nha. Em anh Vương đây, em giả bộ đi tới rồi. Dạ ok, em chào anh. Dạ, hello mọi người, em là tên kênh máy bay vlog ở S-Channel. Anh ơi chào khán giả kênh em rồi. Dạ xin chào mọi người. Dạ, đây là một cuộc trò chuyện rất là ngẫu nhiên, nó vô tình nhiên. Nó không hề có sự sắp xếp nào hết ngoài sự xin phép trước thôi. Nếu mà anh muốn mạnh hơn thì mình có thể chơi nối từ. Dạ không. Hôm nay thì anh có một buổi diễn mừng khai trương Câu Sóc đúng không? Dạ. Thì em giúp anh sẽ diễn tốt. Dạ cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Enjoy. Đây ở đây có bạn hot boy, hello em. Em là Hưng đúng không? Vâng ạ.
Ok, à, em có thể chào khán giả kênh anh không? Anh là bên máy bay Lốc bên F-Channel. Chào tất cả mọi người, mình là Hưng, em đã có xem qua một vài cái ở trên TikTok rồi, vài viết ngắn của anh ở trên TikTok rồi. Ok, rồi rất vui được gặp Hưng ở buổi private party hôm nay nha. Ok, bây giờ mình sẽ chơi mấy cái game lục tìm ký ức. Có bạn, có ai đó đã từng phản đối chuyện xỏ phương của bạn hay chưa? Chắc chắn là rồi. Ok. Có bao giờ bạn nghĩ đến việc xỏ khuyên nipple hay chưa? Chưa. Sẵn sàng xỏ lỗ khuyên mới. Thích thôi, thích người khác xỏ thôi. Chắc có.